Anh chỉ đam mê cây cối mới về bất động sản mới cá coi mới là có ông nào mà nhiều cá coi mà bây giờ mà kinh doanh mà không bán được ra mà cần cần chuyển nhượng mà cái giá mà thời giá mà ối dồi ôi nào mà là mua ngay. Em nọ bán mất cây này đi rồi này. Đấy, cây này bán mất rồi. Cây này chuẩn bị cẩu ấy này, cây này có quả đây này. Cây này chuẩn bị cẩu rồi. Cây này đi cẩu, chuẩn bị cẩu với ba vì, bán cây này rồi. Đấy, cây này bán 3 tỷ mấy rồi. 3 tỷ 9 rồi. Đấy, vanh hơn 100. Cao khoảng 7 mét. Bán 3 tỷ 9 rồi. Chào tất cả những anh em nhá. Có cây nào tầm 150 không anh? Nói chung là em dây ơi. Mình anh cần người trông vườn đúng không? Vườn của anh em này, em nhìn là cam niu 5 tháng này. Một cái cột này, cứ một cái cột kia là ba cái cam. Điện năng lượng kìa, cột tứ phía này. Cam có 6 ổ cứng, 6 ổ lưu 3 tháng, 6 ổ lưu 6 tháng. Vườn nhà anh có tất cả 45 mắt cam. Hai người trông máy. Rồi, nhìn này. Mọi người này. Khi mình đấy, mọi người nhìn tùng này biết là chủ có lộc hay không này. Đấy, mọi người nhìn này, mình về này, mình về mình chăm kỹ, xanh mướt. Đấy, cây này cao 7-8 mét, to như cái nhà luôn. Nhưng mà các bạn nhìn này, xanh mướt. Nhìn thấy đã không? Mọi người nhìn thấy đã đời không? Đấy, cây nào cây đấy xanh mướt. Đấy. Đấy, xanh mướt. 1.200 anh em. Chào ông Đồng Liên mua đất trên Thái Nguyên không bạn? Bạn ơi, tôi có làm thì mấy con Hoàng Bảo Long nhỉ? Mẹ ông bán cho tôi mớ gỗ, ông làm tôi mớ tiền, ông chưa mua ủng hộ tôi cây tùng đâu đấy. Kìa, gỗ kìa các bạn ngoài trời cái gọi em Hoàng Bảo Long. Kể ra cái nghề buôn cây này cũng thích, nhưng mà tốn tiền quá anh em ạ. Mình chơi vào cây, ông chơi vào ruối. Xong mình mua lại ấy. Từ hôm ấy bán thì được ít nhưng mà mua lại nhiều. Kiểu nhiều người người ta được biếu tùng ấy, xong là người ta chuyển nhà ấy. Thế ạ. À, đeo mẹ cây nào chả xanh không? À, có những người chăm ấy, nó xanh mướt lên, anh chăm nó xanh mướt rồi. Vào chơi cái cây này, chưa thấy ới chục tấn coi để em làm phát luôn đấy. Phải hết tiền rồi. Đang hết tiền em ơi. Đang hết tiền em ơi, có tiền đó nên mới mua được. Có tiền em mới mua ủng hộ được. Đây, mọi người nhìn thấy đã đời không? Đấy. Ơi. Cây này to như cái nhà luôn này. Đấy. Các đại gia nào kìa. Các anh các chú nào mà có tiền rồi chơi cái này cao 8 mét, vanh gần 200. To đùng luôn, rộng sợ. Tán nó 6 mét, thân nó này. Úi giời. Đấy, xây biệt thự đấy, đẹp này, và chơi cây tùng này. Đã đời luôn. Đấy, cây này có mấy tỷ đó mà. Dáng gì cũng có. Đấy, bên kia là Spenduza, khu đô thị VIP ở đây. Khu đô thị này toàn người có tiền mới ở đây thôi. Một cái căn kia là đắt tiền lắm. Có cả sân gốt đây. Đây. Cây này bay này. Cây này bay 6 mét mấy, trông nhỏ nhỏ thôi nhưng mà to đùng cách mạng. Đấy, chơi cây này đã đời luôn. 1.100 anh em. Vườn chỗ nào? À, cái đấy à, các bạn nhìn thấy địa chỉ ở trên cái fanpage này, đánh Google theo fanpage Vườn Tùng Nhật Chiến Huấn GP ấy. Trên fanpage mình đang livestream là fanpage của Vườn Tùng mà. Tất cả các anh các chị nào có nhu cầu thì ủng hộ Huấn. À, có nhu cầu ủng hộ Huấn, Huấn đi trồng tận nơi cho. Không, riêng Tùng anh bán anh còn bao quay đầu cơ.
bán bao quay đầu như kim cương ấy. Đấy, thầy Huấn, không rồi mà mình trồng cây nhiều quá, chơi nhiều cây quá, bây giờ vợ sắp đuổi ra đường. Chơi cây này cái tính nó cũng hiền xuống, chỉ tỉnh thoảng hay cáu tí thôi, hết tiền thì hay cáu thôi. Đây vườn nó tít được kìa, đi mênh mông luôn kìa. Đấy, các bạn nhìn cái đường đi. Đấy, khi các bạn về già thì khi các bạn, khi các anh các chưa người nhiều người nhiều tiền đến mấy ấy, nhiều tiền đến mấy thì không cần biết, nhưng mà nếu mà phải có một cái vườn cây để chơi, phải có một cái hồ cá để chơi, phải có một cái vườn để nuôi gà sạch, phải có một cái hồ nước ra nước vào để thả cá ăn, đúng không? Chiều đến ra ngồi chim hót níu lo luôn. Đấy, cuộc sống về già là như thế thôi. Sáng nay là đi bộ vào quanh này. Chúc mừng. Không, các anh chị, cô dì, chú bác nào trên toàn quốc có nhu cầu dùng đến tùng, cần thiết kế cảnh quan, cần làm hồ cá, đấy, cứ liên hệ ở fanpage vườn tùng Nhật Chiến Huấn ấy. Đang 100 suất làm cho mọi người để làm truyền thông thôi. Làm chỉ lấy tiền vật liệu ấy. Đảm bảo là rẻ nhất luôn, không đẹp không lấy tiền. Ai cần tư vấn thiết kế vẽ thôi. Đẹp chứ em. Đây cho các bạn này coi. Có nhiều người mua một viên đá Nhật 1 tỷ để chơi, hiểu không? Mua gà về nhặt cỏ, ui nhiều anh nhiều gà lắm, gà sạch, anh đang thịt 3 con, tí mang về cho vợ mà. Cực chiêu luôn, đây rộng. Công việc gì cho em làm với, bây giờ anh buôn cây, anh toàn chơi ruối. Hàng ngày chỉ có đi lên các hội nhóm ấy, mua cây ruối, mua cây cảnh, chơi. Tôi vào chơi ruối thì các bạn cũng biết rồi, tôi chơi xe biển số đẹp, tôi chơi cái gì chơi. Các bạn cứ để ruối vài một vài tháng nữa đây. Một vài năm nữa các bạn có tiền không mua được đâu. Đây này. Ví dụ như cây này nhá. Các chú có biệt thự to, tán nó khoảng 6 mét này. To như cái nhà luôn. Chơi cái này mà làm cái sân vườn đẹp đấy. Còn cái gì để mà bàn nữa. Đấy, to như cái nhà luôn này. Ơi. Đấy, chơi cái biệt thự, chơi cái này đã đời luôn. Bây giờ mình cắt tỉa lại là đẹp tuyệt vời luôn. Chẳng qua là chưa cắt tỉa thôi. Đấy, cây này bay này. Đấy, cây bay này có 2 tỷ thôi mà. Cây này ngồi dưới là cái bàn trà này. Ui, cây này cụ to. Cây này vanh 200. Nó cao 8 mét mấy. Như cái nhà luôn. Đấy. Còn cây kia này. Cây kia đang nuôi 6 năm nữa. Rồi. Cái này là nhập phôi về tay cành nó chưa có. Nó chưa to. Nhưng mà cây này banh 250, cây này cao 12 mét. Cây này 6 năm sau thì không bao tiền không mua đâu. Đấy. Còn cái vườn bên này thì vườn bên này về bán cái loại 200-300 dễ bán lắm mọi người. Mà người ta mua phát 6 cây này. Mình chở này. Chở phát mất 6 cây quang cả vườn. Bên này cây vừa vừa tiền. Đấy, chở phát người ta mua mất 6 cây. Đấy, cây này vừa vừa tiền này. Trông các bạn nhìn ảnh bé thôi, ngoài to lắm, cũng cao 3,5 mét đấy. Cái loại này nhà mình bán 200 triệu mà hơn chưa đến 200 triệu, 200 triệu mà. Đây, cái bé đâu này, Tùng Nhật. Không, Tùng Nhật đến 1 tỷ. Đây, vanh gốc nó khoảng 6-70. À, cây này. Đấy. Mấy cụ ông cụ này bán có 200, gần 200. Đây. Kìa, cây kìa, vanh 6-70 to đùng kìa. Chứ như không Tùng Nhật đền cho bạn 10 tỷ luôn. Nhà mình bán giá hợp lý mà. Giá hợp lý có. Đầy cây hợp lý, 200-300 triệu đầy mà. Vườn có khoảng 250 cây thì 200-300 triệu đầy cây mà. Anh em mua đảm bảo mọi người, như các anh chị, cô dì, chú bác nào có nhu cầu dùng đến Tùng Nhật qua ủng hộ Huấn. Nói chung mong mọi người qua giao lưu xem, nếu hợp nhãn, hợp gu, hợp thế, hợp giá thì mọi người ủng hộ. Đúng không? Chào em Tống Giang bonsai, ông chùm cây xanh Nam Điền nhá. Đấy anh em nào mà mua đây. Tôi ghim cái
một người em quá tuyệt vời luôn, một người em sống quá đẹp luôn. Đấy, em Tống Giang Bonsai, các cô dì chú bác đâu trên toàn quốc mà cần cây xanh, tôi mua của em Tống Giang Bonsai, không biết bao nhiêu cây xanh Nam Điền. Đấy, có anh em nào mà cần xanh Nam Điền thì chùm Tống Giang Bonsai là chùm cuối của xanh Nam Điền. Đấy, nếu mà các cô dì chú bác nào mà cần những cây xanh bonsai mà đẹp, xanh Nam Điền ấy, Tống Giang có cả nghìn cây. Các loại xanh Nam Điền thì gặp Tống Giang Bonsai giá thì như lợn chết luôn. Đấy, chùm cuối của xanh bonsai rồi. Đấy, các anh chị cô dì chú bác nào mà cần chơi xanh Nam Điền, Nam Định ấy, thì cứ những cây đẳng cấp luôn ấy, thì mọi người cứ liên hệ với Tống Giang Bonsai nhá. Nhưng mà em Tống Giang Bonsai, em mà có cây xanh Nam Điền nào mà to như của anh, mà đẹp như của anh, đẳng cấp như của anh thì anh tặng cây tùng luôn. Này, cho Tống Giang xem này. Đố Tống Giang, đố em Tống Giang có cây bonsai là cây nào? Nào, chốt đi. Nào, chơi không? Chơi không để anh quay. Chơi không là em Tống Giang? Đố có cây xanh Nam Điền nào mà to như này đấy. Này. Wow, đây, em Tống Giang này. Cây này là cây cụ tổ. Đây, vành gốc là 400, tán 6 mét. À, cây này cụ tổ luôn. À, cây này mà các biệt thự nhá, mà làm các biệt thự gì sọt mà làm cây cô đơn thì hết bài luôn. Ví dụ như các ông mà có cái ao hồ cá to ấy, làm quả đồi trồng cái cây ra giữa hồ, cắt bông tán, bây giờ làm bông tán nó đẹp, bông tán nó tròn lên, ngồi dưới mà câu cá thì hết bài luôn. Cũng ra gì đấy rồi. Cây này mà thí dụ nhá, như những chú nào mà có biệt thự nhá, rồng ngoài giữa hồ ấy, làm cái đồi đặt cạnh bể bơi bể cá thì hết bài luôn, to đùng luôn. Đang đấy, những anh chị là của em cô dì chú bác nào bây giờ chuẩn bị là sang thêm mảng xây dựng rồi, những anh chị em cô dì chú bác nào đang làm nhà mà cần thiết kế cảnh quan sân vườn thì mọi người cứ liên hệ vào fanpage vườn Tùng Nhật Chiến Huấn, đang có 100 suất làm hồ cá cho mọi người, chỉ lấy giá vật liệu đảm bảo luôn, không lấy lãi luôn, bao giá toàn lãnh thổ Việt Nam luôn, để làm truyền thông. Bởi vì mình có mấy công ty, mấy kiến trúc sư, mấy bên người ta nhà thầu, người ta thi công ấy, nên đâm ra người ta muốn hợp tác với mình, là cùng nhau hợp tác, đúng không? Thế mình muốn bán được tùng thì những người ta làm sân vườn thì người ta lại bán hô giúp đấy. Thế đâm ra là đang có chính sách 100 bể cá đấy, các bạn muốn làm bể cá vẽ thiết kế cho các bạn, làm cho các bạn ok mới trả tiền đấy, lấy tiền vật liệu thôi nhá. Đấy, chìm hót huýt, các bạn cứ gọi vào số 0928866789, 0928866789. Còn những cô gì chú bác nào trên toàn quốc, không phải nó nguyên bán đâu, và vườn Tùng Nhật Chiến Huấn thì có mua luôn, những ai mà được biếu được tặng, những ai mà chuyển nhà, những ai mà có tùng mà muốn bán quay đầu đấy, mà kiểu là có nhiều người ta làm ăn không được tốt ấy, người ta phải bán nhà thì mà có tùng muốn bán lại thì cứ gọi vào số 0928866789 gặp em Công quản lý. Ai mà chúng ta hoặc là ai kinh doanh mà bết bát mà muốn chuyển nhượng cả vườn ấy, thì cứ gọi 0928866789. Mổ gà xong chưa em? Gà mình hơi nhiều ấy. À, bố cho con nắm tóc bố ơi. Công ơi lấy anh nắm tóc công ơi. Đấy. Sang làm mấy gà tre, mấy gà ta về thịt về mang về cho con ăn. Gà mình nuôi cả nhiều lắm.
xem ai bán gà đen mới là gà đen mới là gà gì ấy. Mua đến mấy trăm con nữa để thả. Cho ít nữa. Ai bán gà ta gà đen nên là mua đến mấy trăm con để thả đây để bắt ăn dần. Nó nhìn thấy mày bắt nó thịt nó chả sợ. Vườn Tùng Nhật là cháu ở Nam An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội. Đây cháu có mấy trăm con như này, không bảo bắt thịt dần. Chắc mấy thằng em nó ở đây nó bắt nó thịt dần. Toàn gà ngon thôi, gà sạch luôn. Đấy, có gà ngon về cho vợ đấy. Đây có gà ngon về cho con vợ con ăn rồi đấy. Đấy. Gà sạch cho vợ con ăn rồi này. Gà này bố cũng ngon luôn. Ngon không? Đấy, này. Thả ngoài kia này sạch. Thả ngoài này nó ăn cỏ mà, mấy là cho nó ăn lúa mà. Ngoài cánh đồng này cho ăn lúa, cho ăn cỏ nhiều lắm. Rồi, toàn gà ngon. Đây. Đấy như anh chị em cho em một con gà. Cho em một con gà. Ok em Võ Sông Hương nhá. Tất cả anh em bạn bè đang xem livestream, cô dì chú bác đang xem livestream vườn tùng của nhau. Huấn thì là ở Nam An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội. Vườn Tùng Nhật Chiến Huấn, các bạn gõ trên Google là ra. Vườn Tùng Nhật Chiến Huấn GP. Các anh chị nào mà có nhu cầu. Công ơi, bên mình là nhận cả thi công thiết kế sân vườn nha, hồ cá nha. Bây giờ mấy đơn vị mà thi công hồ cá cho mình, ngày người ta tài trợ là 100 cái hồ cá là chỉ lấy giá vật liệu thôi để làm truyền thông, hiểu chưa? Đấy các cô dì chú bác là có nhu cầu mà mua tùng từ hơn 100 triệu cho đến mấy tỷ thì cứ qua đây tham khảo hợp nhãn cây nào thì bụp cây đấy. Huấn trực tiếp đi trồng cho các bạn luôn. Trực tiếp đi trồng cho mọi người luôn. Không em phải bán tùng có phải như bán rau đâu mà bán được ầm được. Từ hôm khai trương bán được 7-8 tỷ thế là giỏi lắm rồi. Bạn hiểu không? Rồi chỗ này chỗ là buổi chiều hay ngồi chiêu chiêu đấy. Vườn nhà mình thì trước đẹp bởi vì là chưa đầu tư lớn. Bây giờ ký được hợp đồng 5 năm nữa thì mới làm cái hồ cá, mới làm cái sân vườn đẳng cấp được, mọi người hiểu không? Thế này là đẹp lắm rồi. Mình mới vào nghề thế rồi chứ bây giờ đầu tư phải từ từ chứ. Bây giờ có tiền đang phải đầu tư cây, bây giờ đang ít vốn. Không bạn ơi, nếu mà bạn mà có một, đúng không? Nếu mà bạn mà có vườn tùng đúng không? Bạn bán mà chậm đúng không? Bạn này chuyển qua đấy, tôi hai hát đất cơ mà. Bạn chuyển qua đấy, bạn qua đây làm với tôi. Bạn bắt bán được thì bạn cắt phế lại cho tôi thôi, cùng nhau làm ăn đấy thôi. Vườn mình rộng mà. Thì bây giờ các nhà vườn kiểu không có, bây giờ các nhà vườn đúng không? Có tùng đúng không? Không có chỗ bán đâu, chuyển qua vườn ấy, nhưng là qua đây cùng trông coi, cùng chăm sóc, cùng bán. Thì có gì đâu. Cho em địa chỉ, em tặng thầy cây dưới. Đinh Hoàng ơi, thôi mày khó khăn đến anh, mày tặng anh. Khó nghĩ lắm em ơi. Mày lấy tiền xe chở, mày lấy tiền gốc thì anh còn hợp lý. Chứ anh, ví dụ như mày giàu hơn anh thì anh sẽ lấy. Còn mày nghèo hơn anh, bây giờ mày đi tặng anh thì khó lắm, khó xử lắm em ơi. Đấy là anh em mình nói thật là như thế. Dưới mà phải đẹp anh mới chơi nhá. Dưới vanh này, 150, 200 vanh, 300 vanh trở lên. Bóng tùng anh chơi nhá, hoàn thiện rồi càng tốt, chưa hoàn thiện thì cây nó đẹp thì ok, phôi đẹp thì anh mới trồng. Cháu bên Nhật, cháu bên biệt thự đây chú, bảo bố ơi mua cho chú cây tùng đi. Chú làng xóm mà không mua ủng hộ chú cây. Đây, nhà mình có cái cây kia nhá, úi dồi ôi, con chim này. À, mình, đây là ai có tiền trồng cái cây siri này nó sao đấy. Đâu nhỉ? Được à? Chim nó ở trong này này. Mọi người tin ở trong này nhiều chim lắm đâu.
đấy, đấy, nó trong này này nhỉ. Nhiều lắm ấy, nó rung rinh này, nó một đàn này không ấy. Ấy, ấy, ấy. Trong này nhiều lắm, nó ăn quả. Mình lại gần cho nó bay cho xem nhá. Đất lành chim đậu, chim nhiều lắm. Ấy, ấy. Ấy. Nó ăn quả này. Ấy, 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 nó bay này. Ấy, ấy, nó nhảy. Ấy, ấy. Ấy, chim nhiều lắm. Ê. Tùng ấy nó chỉ uống nước thôi mà. Chỉ uống nước thôi mà. Làm sao để đẹp trai cho anh Huấn. Đấy các anh chị cô dì chú bác nha, có nhu cầu mà tư vấn thiết kế thi công, bây giờ làm thêm mảng đấy nữa. Thì mọi người có nhu cầu mọi người ủng hộ. Mọi người có nhu cầu mua Tùng thì cứ qua vườn thì mình xem cây nào hợp nhãn thì mình để giá hợp lý giao lưu, mình đi trồng trực tiếp cho. Cảm ơn tất cả anh chị cô dì chú bác nhé. Cảm ơn tất cả mọi người nhé.